Xin chào cả nhà. Hôm nay có một tên cướp đột nhập. Tên cướp người ta phải đeo khẩu trang nha. Này em chùm đầu thôi. Nhức đầu em mới chùm đầu. Trời ơi, nhà mình có kiến em ơi. Chỗ nào cũng có kiến hết á, anh để đồ ăn trên bàn cất cũng có kiến nữa. Nghe nói là nhà có kiến là nhà. Nhà có kiến á. Chứ không phải có kiến là nhà những người có tiền hả? Ai nói vậy? Ai nói nhà kiến những người có tiền vậy? Em nghĩ vậy, kiến vô là nhà nhiều tiền, nhiều đồ ăn, kiến vô ăn. Em kể em nghe, hồi nhỏ, lâu lắm rồi, nhỏ còn lúc nhà giống ở nhà có cái hồ đó nuôi heo rồi đó, có cái hồ cá chấm bu. Sáng mùng 1, cái chú hàng xóm, chú qua đi cầu. Cái nói cái mẹ nói vô rồi hôm nay vàng vô rồi ủa sao chú qua tay đi cầu vậy, không biết tự nhiên sáng mùng một thấy cầm mó mắt ra thấy ngồi ngoài cầu, cái mẹ nói vô rồi nay nhà mình làm nem nữa còn khang không ta? Nhà ẩm mình còn ngang ngoài không nào? Rồi xong không? Ấy đi còn ra. Còn ẩm nay nem nướng ăn với bún. Mình ăn thêm canh này nữa anh. Ừ, canh đó là chiều ăn. Chiều đó. Canh nó nấu cơm á. Cơm ăn với canh. Canh. Cái này mình mua nạc dăm. Nạc dăm về mình xay. Dăm với mỡ cho nó mềm. Đó anh sao em không tước? Nó sâu à? Đúng rồi, em sợ sâu. Biết nó hơi lâu nhưng mà tước rồi dính sâu mà. Hồi đó anh làm mình như là để men nở hay là baking soda gì này vô nè. À, nghe đúng ra cái mùi nem người ta bán luôn á. Còn bây giờ mình làm kiểu như là mình làm thịt lụi. Bệnh nhân nhiều chuyện nhất ngày mặt trời. Tao nằm chổng đi không chịu. Đấu gió xâm nhập được ta. Ra đây nằm lăn lóc lóc đây. Cái nền này kín lắm không sao. Không. Cút. Hết hồn. Thêm miếng thịt làm cái nước chấm đậu phộng. Nước chấm đậu phộng rồi nấu canh rồi hả? Đủ không? Không đủ mà. Không đủ thôi ăn canh ra. Ăn canh không đi. Không luôn. Nó chỉ đủ, chỉ sức. Còn giò sống nữa mà. Hồi trước có mấy miếng vậy nè, bầm không cần thèm xay á. Nó là biến lấy cối, là biến rửa cối. Thật ra là bầm còn lâu hơn này nữa. Bầm cái đấy vô trong cái nhầm xuống cối á, dính vô cối á. Rửa còn lâu. Cối rửa không có sạch nè. Đã. Khó rửa lắm. À coi dưới đi. Em lấy cái kìm dẫn vô đây ra được nè. Nó có cái ngậm vậy nè, chặn ra. Tiên thấy mình làm mình á buồn á nha. Ra nằm đây. Hỏi hỏi những câu vô chi rồi cho mình trả lời là chơi. Không dạ. Câu hỏi vô chi nha. Hỏi có chi nha. Trong đây mình có thịt nè. Tỏi, hành tím, xả. Xem mình sẽ xay lên. Thank you.
Trong đây mình có 200g giò sống, 400g thịt hầm, và xay. Để đây mình trộn. Mỡ nữa. Khoảng 80g mỡ. Mỡ mình xắt thành nhỏ nhỏ vậy nè. Đây là cách mà mình học được ở trên mạng á cả nhà. Tổng hợp lại, nếu mà cả nhà có ai mà có cách nào mà làm nó tiện lợi mà ngon thì chỉ nhìn mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Tay xách nắp màng. Này có bột á, mình pha riêng ở ngoài cho nó dễ. Muỗng dầu hào, muỗng nước mắm, thêm một muỗng bột bắp. Một muỗng bột ngọt. Hai muỗng dầu điều. Hai muỗng tiêu. Một muỗng ăn canh đường, rất ít thôi cả nhà. Thôi mình sẽ quậy lên. Giờ mình để đây cho nó thấm xíu đi. Mình đi làm cái phần nước chấm cái rồi mình đi nướng là được. Nước chấm đậu phộng. Cho đây tí nước, phải dựng chén nước. Nó mình sẽ cho nước mắm vào. Nó rất thôi cả nhà, mặn lắm. Mặn chấm thấm ngon. Dù hào. Và tí đường nữa. Tắt bếp để nguội rồi mình xay nó ra cái nữa, xong nấu thêm cái nữa. Tại vì thịt này để vô xào nó còn cục nè, rồi mình xay ra cho nó nhuyễn cái nữa. Nó anh chế hơi nhiều dầu điều với dầu hào rồi vô đó, nó bị lỏng á. Ủa có dầu hào là cái màu nó vậy rồi mà sao kỳ vậy ta? Màu dầu hào cũng đậm chứ bộ. Nó không được suy nghĩ vậy, bậy bạ. Đây là cây, cây nem. Nó mắc cười. Là cây nem chứ không phải là gì đâu nha. Giấu quá. Chùm lại nó đi. Hai vô trong đi, ở trong nằm đi. Thôi nằm đây với anh đi vui.
nhà có nghĩ là nó vậy không? Đâu anh đâu quay gần gần đó, quay cho xa mà. Thì vậy, vậy là sao? Là nó vậy á. Vậy là sao? Nó hơi vậy vậy. Nó làm em nướng nha, không được nghĩ bậy nha. Mình phải nướng lên nữa nó mới ra. Ừ. Cái dầu điều nó cũng đỏ. Cái thằng dầu hào nó cũng đỏ. Sao biết thịt nó vàng vậy ta? Cái này sao làm xong không dám quay gần gần cả nhà xem. Anh có mời vừa một quyết định táo bạo. Anh sẽ nướng bằng lò nướng, không nướng than luôn. Để nướng thử coi ăn ngon ăn được không. Chứ để nhấm than lên nữa nó lâu, mất thời gian. Cho vô hai muỗng cơm đậu phộng. Ủa, nước sốt anh. Ừ. Đem nên là màu nó vui vẻ quá vậy. Ngon nha, không được suy nghĩ bậy bạ nha. Nên là màu nào nó cũng đặc biệt. Xây xong cái mình bắt lên mình nấu thêm cho sôi lên cái nữa. Thế mình sẽ cho vào đây một muỗng bột nếp. Bột nếp mình đã pha với nước nè. Xong nấu lên cho sôi cái nữa là tắt bếp được rồi. Xong nè mày. Ăn bún hay là ăn bún bánh tráng? Bún bánh tráng hả? Hả? Anh nướng có mấy cuốn ăn trước à? Tại anh thấy anh đói bụng nướng có mấy trước. Mê em lắm. Là bãi dè. Chụp ớt vào. Đó, nhìn ớt vào đó, nó đẹp lắm liền em. Đây, để anh em nướng. Hồi nãy em chê tôi giống cục mứt. Giờ em hối hận chưa? Hối hận rồi. Nướng lên rồi thấy hối hận chưa? Nướng lên màu vàng đẹp ha. Ừ. Mới người ta mới vậy thì chưa vậy thì nữa mà chê người ta rồi. Giờ người ta cái này nãy em anh canh lửa nó hơi lâu, nó hơi khô nên em này mình phải nướng cho nó mình đỡ dầu hơn là mình nướng kiểu than anh ha. Ừ, nướng than nó cháy lên thôi, mốt nướng kiểu này luôn đi khỏi nướng than, mà nướng than nó thơm hơn em ơi. Oh, hai đứa một mâm luôn, khó đã luôn. Bữa nay mình múc băng mâm nem nướng khổng trên lồ. Mạng trên mạng có cái gì ngồi ăn gì là gọi là bút băng ha, bút banh gì hả? Ừ. Sao gọi là bút banh vậy? Kiểu ăn á, ta gọi vậy á. Giờ mình cũng làm bút băng nè. Mình đang ngồi vậy ha, cứ ngồi mình nói chuyện như này mình ăn vậy đúng không? Đúng sao mình không làm vậy đi? Giờ mình làm vậy nha, rồi bắt đầu. Nhưng mà người ta thấy mà người ta làm người ta nói cầm làm gì kiểu như là bình thiên trên trời dưới đất gì đó sao? Rồi mình nói gì? Mình nói chuyện lưng lửng, lưng lửng đi. Mình nói chuyện tình yêu của hai đứa mình. Nè, ăn thử này nè. Để anh múc cho em nha. Cái ớt cay không anh? Ớt cay chứ. Hãy ăn thôi mà đừng tưởng tượng. Bạn đừng tưởng tượng bậy bạ nha. Không có tưởng tượng. Không được tưởng tượng à. Ngon lắm kìa mẹ ơi. Hồi nãy người ta làm đã chưa gì trơn. Bạn tưởng tượng giống cục mứt rồi. Mày
mời cả nhà cùng ăn một mồi hôi đậu quá. Mời cả nhà ăn cái nem nướng. Nem nướng gì ta? Bánh tráng cuốn nem nướng. Rồi xong rồi mình sẽ thêm một miếng dưa leo. Dưa leo sắc hay dày. Ừ, xanh rất bự dữ. Dưa leo khổng lồ. Thêm miếng rau che có lại. Cà gót làm dưa chua đó kìa. Gót anh ngâm giấm á. À, anh xưa nay sắc kiểu cọ vậy ta. Không có, anh chắc mỏng á, chắc anh quấn lại á cho nó dễ trang trí. Dạ, em kéo dài nó ra. Nhưng mà em vẫn lấy cái này không. Đúng nè, rồi. Cái này dài rồi nè. Rồi thêm miếng bún nữa, đủ combo. Ừ. Con này nó to nên là cũng cuốn dễ nè. Mà cả nhà ăn mà em chấm nó khó, nó dính nè, cái đó em phải chấm nhiều á. Tại vì cái đó anh làm nó không có mặn lắm. Mới chấm nhiều cho nó mới bắt. Lấy bánh tráng cuốn vô. Ngon. Cái này là anh lấy bơ đậu phộng luôn á. Ừ. Thơm lắm. Cái này nem nướng nó thơm anh, nó vẫn thơm. Chứ nó đâu có không thơm như anh nói đâu. Mà sao anh ăn không giống cái vị bánh mì nem nướng ở ngoài ta ăn. Ngoài. Ừ. Anh thử anh ăn kết hợp như vậy đi. Ngon lắm. Không, cái nem nướng của người ta làm ở ngoài nó giòn giòn nha. À. Có miếng bún cho nó tinh bột. Cái nem này anh nướng hơi bị khô em. Khô nem như mấy khô em. Nhưng mà bây giờ anh ăn đi. Anh sẽ hết hồn với sự thơm ngon của nó. Chắc nè. Là do cái sự kết hợp với nước chấm đó anh. Ừ. Em phải cuốn với bánh tráng vậy nè. Ừ. Em chấm nó mới được nhiều. Nè không? Nè em phải. Đây nè. Mời cả nhà. Không biết là cái này có chuẩn vị chưa? Đâu khô đâu. Nhưng mà đối với bản thân mình là ăn gì là ngon nha. Nó không có khô. Anh nhìn đó. Anh nhìn thấy nó khô vậy chứ anh lúc mà anh cắn vô anh thấy nó vẫn. Ừ, tại có gao rồi á. Vẫn ngon. Với mình chấm vô này nè. Ừ. Cái nem mà anh nói kia rồi là kia nó nhìn nó có bột nổi em. Nó giòn. Còn này mình nem khác. Nó nhiều hơn em. Cái hầm với dưa chua ăn nó chua chua không đỡ ngán. Bữa nay chồng mình làm một mâm hấp dẫn quá, làm từ mặt trời mới lên đến mặt trời sắp lặn. Không biết hả, là làm xong hồi nướng lúc mà nướng em á mình ở cái thằng nước trời đất ơi giật mình đúng không ạ, giật mình. Bữa nay không có phụ được anh gì hết, tuổi thân xong rồi rửa trong đau lưng luôn, xong nằm thấy mình làm mà khổng phụ được mình làm tuổi thân khóc. Không được có vậy nha, em khóc nữa bây giờ đó. Ngon em ơi, ngon thì em nói ngon mà anh lên giúp em xem, để nhiều bún quá rồi, thế em mà anh giúp em được không? Thôi em bỏ bớt ra luôn đi, một cục vậy thôi. Thiếu nem à. Nè. Rã ngọt. Mày ăn lấy chảy ra. Chảy gì thôi, chảy thảm vậy. Chứ lúc mà cuốn là cuốn đẹp cho vui vậy thôi. Ừ. Cuốn để cho nó đẹp với dễ trang trí. Dưa leo. Thêm cuốn đi. Nè mấy cái sao anh làm nó dài, có kinh nghiệm dầm dài hơn. Còn cái này là cái đầu nè, đầu quấn cục như cái đùi gà vậy. Nó sao vậy dễ ăn. Mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn nem nướng. Cái nước chấm này mình làm theo kiểu như bánh nước chấm của nem nướng Nha Trang á cả nhà, mà không biết có giống không.
theo em nghĩ nha, mình làm bằng đậu phộng của mình nữa, thêm nó có hạt hạt nữa. Ăn đi. Mấy cái này đẹp nè. Rồi. Không có nhiều cô á nói mình là đừng có bận tâm. Nhưng mà ra là mình thích nói vậy đó. Nói cho có chuyện để nói. Chứ mình thật ra là mình không có quan tâm lắm đâu. Kiểu như mình thích cà khịa vậy đó. Cái ai nói mình sai thì mình nhờ mình sửa. Còn ai nói mình bậy thì mình khịa. Chứ mình không có bậy tâm. Tại vì nhiều người ám mồm ám miệng á. Mình thích cà khịa lắm. Người ta càng chửi mình là mình giận thì mình đã thua người ta. Mình chửi người ta là mình thua. Mình khịa lại thì mình đã vui hơn. Người ta tức mình vui. Tại vì anh đi ra ngoài xã hội thì cũng phải có người thích anh, người ghét anh chứ. Cũng như làm YouTube có mấy cô chú coi anh từ đầu tới giờ luôn. Có rất nhiều, có rất nhiều cô chú nha, em từ lúc mà xa xưa còn cái, mình đó em phải về đây chơi á, cái nhắc lại những cái chuyện mà chi tiết mà mình ném quên luôn á, là biết là nhìn lâu lắm à, người ta thương anh đó mà. Chứ giờ ai chửi anh đâu có chửi lại đâu, anh khỉ thôi, anh khỉ vui hơn. Em ăn được 2 cuốn rồi. Ngon nha, không có bị ngán. Nhưng mà em chấm này nhiều nó đi ngán nha. Bơ đậu phộng đó hả? Ừ. Anh để rồi bơ đậu phộng nhiều. Thành ra là bơ đậu phộng lúc mà không có xay còn nguyên á. Nó vẫn còn hột đậu phộng. Anh xay ra nó mới diễn á. Tại nhà có bơ đậu phộng á, mình làm bơ đậu phộng chứ thôi mình làm bằng đậu phộng hột. Mình vẫn có thể để thêm đậu phộng hột lên á, kiểu như mình chấm cái nó có cận nó nhai ngon giòn cũng ngon. Ừ, nó béo. Hồi nãy làm cái này nè, lúc mà bắt giác á, mình thật sự là không có muốn tưởng tượng đâu, nhưng mà mình làm không dám quay gần luôn á, sợ mọi người trừu tượng ra cái khác. Mà nướng lên rồi lại ngon thơm. Đỉnh của chớp rồi. Thì nó hù rồi. Thì giả bộ. Chứ ai mà lại gần nó chắc nó chạy em tắm. Tắm rồi đại dương. Chị Hương ra cho ăn á. Chạy ra trong chuồng trốn. Còn không chạy suốt mà giường á. Xong cái chị Hương đi vô cái nó chạy lại ăn. Em cũng vậy nè. Cái này mình bỏ xíu ớt đó, theo then ngon. Bữa qua mẹ mới chở ngoại đi khám á cả nhà. Giờ là mẹ phải ở dưới chăm ngoại luôn à. Tại bác sĩ không cho đi lại, bị nứt xương chân. Hôm qua đi khám buổi sáng, xong buổi chiều đi chích thuốc. Tuổi của bà ngoại té là lâu lành lắm. Có người té đi luôn á. Nhưng mà bà ngoại bà té 2 lần rồi. Không phải bà đi bà té mà bà sụm. Đang đi cái bà sụm xuống rồi cái đỡ không được á. Lên giờ là sắp tới là sẽ vắng mẹ. Vắng mẹ chắc cũng cả tuần ạ. Chứ biết chừng nào ngoại mới lành. Hên quá. Em có tin Tiger hiểu tiếng người không em? Rồi nè nha. Biết mấy giờ chưa? Hả? Tiger. Biết mấy giờ chưa? Đi ngủ.
đứng dậy, nhảy lên, nhanh nhảy chân lên, đứng dậy, trời giáng, đứng dậy đi ngủ, nhảy lên. Hôm qua bữa, xong một bữa, đó, đứng dậy liền mà mọi bữa nói cái đứng dậy liền, còn nay quay clip cái nó làm sao á, cái cầm thọ lên cái nó vậy á. À, bữa nói biết mấy giờ chưa cái là đứng dậy liền à. Bữa giờ toàn là trên mẹ đóng hàng. Nay ngoài kia ở trên mẹ chở đóng đỡ, mình phải ship về đây đỡ chi phí. Mà giờ cái này là tại vì liên shop nhận tiền tay hồi mà không đóng hàng người ta. Vậy chứ. Đang chồng. Tại mệt quá cái không nhớ luôn. Bây giờ phải đóng để trả khách, để thôi khách đóng cho. Ý dạ. Thấy cái thùng dây mà anh đóng được, không có thùng hàng nữa kìa. Anh là đỉnh cao rồi. Cao. Đỉnh chết. Hiện tại thì gia đình mình còn hạt điều, rang muối, vỏ lụa nha cả nhà. Bỏ trong hộp xếp hoa như vậy là 220.000 một ký. Rồi ít bữa nữa thì sẽ có nhiều mặt hàng khác về. Thì hai vợ chồng mình sẽ thử. Rồi cái mặt hàng nào mà cảm thấy ngon và phù hợp với kênh đó thì hai vợ chồng sẽ mở rộng ra thêm để cho đa dạng cái mặt hàng cho khách có sự chọn lựa. Để Tết này mọi người có quà tặng nè, có cái chỗ nơi để tặng quà, xong mình có thêm thu nhập. Sao vậy, sao em? Nói theo chờ á. Anh thêm một miếng bên này nữa. Đó. Cái là phần này nè. Ghê chưa, ghê chưa? Cỡ nào anh cũng đóng được hả? Quá dữ. Vô lại liền đấy không? Ui, nghe cái âm thanh. Nghe cái âm thanh. Cái âm thanh mà cọ cọ vô trong miếng mút hoặc là trong cái bong bóng á, nghe nó cực luôn. Trời đẹp chưa? Quá trời xịn luôn. Sao? Thôi tốn băng keo. Thôi tốn băng keo chứ thôi. Tại vì mình đòi xài đồ chế rồi nên phải dùng băng keo để cố định. Một ký hai. Ok anh. Một ký là đóng ra ký hai. Rồi giờ cũng trễ rồi. Đóng hàng xong hai vợ chồng mình sẽ đi nghỉ ngơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay. Và cả nhà đừng quên đăng ký kênh và cũng như mua hạt điều để ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Xin chào cả nhà, tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo.